Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Theo thông tin từ báo Dân Trí, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13 tháng 10 cho rằng cuộc tấn công của Hamas và Israel là hành động tàn khốc chưa từng có và nhà nước Do Thái chắc chắn có quyền phòng thủ, bảo vệ sự tồn tại hòa bình của họ. Theo Tổng thống Putin, giải pháp hai nhà nước là cách khả thi duy nhất để giải quyết cuộc xung đột Israel-Palestine hiện nay. Mục tiêu của các cuộc đàm phán phải là thực hiện công thức hai nhà nước của Liên Hợp Quốc, trong đó thành lập một nhà nước Palestine độc lập với Đông Jerusalem là thủ đô, cùng tồn tại hòa bình và đảm bảo an ninh với Israel. Như chúng ta đã thấy, Israel đã bị tấn công tàn khốc chưa từng có. Tất nhiên, họ có quyền tự vệ. Đó là quyền cùng tồn tại hòa bình, ông Putin nói. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng, điều quan trọng là phải nỗ lực giải quyết vấn đề này bằng các biện pháp hòa bình. Ông Putin nói rằng, Nga sẵn sàng làm trung gian hòa giải trong việc giải quyết vấn đề Palestine-Israel. Những nỗ lực tập thể là điều cần thiết hơn cả để đảm bảo lệnh ngừng bắn sớm và ổn định tình hình trên thực địa. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, Nga sẵn sàng phối hợp với tất cả các đối tác có tinh thần xây dựng. Chúng tôi xuất phát từ niềm tin rằng, không có giải pháp thay thế nào khác để giải quyết xung đột Palestine-Israel ngoài đàm phán, ông Putin tuyên bố. Điều quan trọng nhất là thương vong dân sự hoàn toàn không thể chấp nhận được. Điều quan trọng nhất bây giờ là ngăn chặn đổ máu, ông chủ Điện Kremlin nhấn mạnh. Theo Tổng thống Putin, tình hình ở Trung Đông trở nên trầm trọng hơn là kết quả từ chính sách thất bại của Mỹ vì Washington không quan tâm đến việc tìm kiếm sự thỏa hiệp trong cuộc xung đột Palestine-Israel. Tổng thống Putin cho biết, việc Israel sử dụng thiết bị hạng nặng trong chiến dịch tấn công trên bộ tại các khu vực dân cư ở giải Gaza là một vấn đề phức tạp, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Bộ Ngoại giao Nga trước đó đã kêu gọi các bên chấm dứt hành động khiến căng thẳng leo thang. Moscow lưu ý rằng, việc giải quyết cuộc khủng hoảng chỉ có thể thực hiện được trên cơ sở công thức hai nhà nước được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua, trong đó quy định việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập theo đường biên giới năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô. Chúng tôi kêu gọi Israel và Palestine lập tức ngừng bắn, chấm dứt bạo lực, kiềm chế và thiết lập quá trình đàm phán với sự hỗ trợ của quốc tế nhằm xây dựng một nền hòa bình toàn diện, bền vững ở Trung Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bodanov cho biết Moscow đang phối hợp chặt chẽ với giới chức Israel, Palestine và các nước Ả Rập để giải quyết cuộc xung đột hiện nay. Các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột Israel-Palestine đến nay chủ yếu xoay quanh giải pháp hai nhà nước, nghĩa là nhà nước Palestine độc lập tồn tại song song với nhà nước Israel theo đường biên giới được quốc tế công nhận trước năm 1967. Trước kia, cuộc giao tranh xuyên biên giới giữa Israel và lực lượng Hamas của Palestine ở giải Gaza thường kết thúc sau vài ngày với sự nỗ lực hòa giải của Qatar, Ai Cập và một số quốc gia khác. Tuy nhiên, mức độ giao tranh hiện nay cho thấy căng thẳng có thể leo thang nguy hiểm hơn nữa. Theo thông tin từ báo Dân Trí, lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 13 tháng 10 cho biết bộ binh và xe tăng của họ đã tiến vào dải Gaza trong một cuộc tấn công cục bộ trong chiến dịch đáp trả Hamas, giải cứu các con tin. Người phát ngôn của IDF Daniel Hagari cho biết đây là đợt tấn công cục bộ và lực lượng Israel không tiến sâu vào dải Gaza. Theo quân đội Israel, chiến dịch tiến công cục bộ này nhằm một số mục đích. Một là thu thập thi thể của các nạn nhân Israel bị bỏ lại ở Gaza với sự hỗ trợ của thiết bị do thám trên không. Hai là phá hủy năng lực chống tăng của Hamas. Ông Hagari nói, lực lượng bộ binh và tăng thiết giáp Israel đã tiến hành lục soát và ngăn chặn các nhóm vũ trang Hamas có trang bị tên lửa chống tăng tìm cách xâm nhập vào lãnh thổ Israel. Ba là thu thập thông tin phục vụ cho hoạt động giải cứu con tin. Ước tính Hamas đã bắt giữ 150 đến 200 con tin từ Israel đưa sang Gaza. Những con tin này bao gồm cả công dân Israel và công dân nước ngoài. Sau cuộc đột kích cục bộ, lực lượng của Israel đã trở lại biên giới. Đây được cho là bước dạo đầu cho một chiến dịch tấn công trên bộ quy mô lớn hơn của Israel nhằm vào dải Gaza. Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 12 tháng 10 cũng khẳng định cuộc đột kích mới chỉ là khởi đầu cho chiến dịch đáp trả Hamas. Ông cho biết, chúng tôi đang đáp trả đối phương bằng sức mạnh chưa từng thấy. Tôi khẳng định đây mới chỉ là khởi đầu. Israel cảnh báo sẽ xóa sổ Hamas sau khi lực lượng này tiến hành cuộc tấn công bất ngờ với quy mô chưa từng có nhắm vào Israel cuối tuần trước. Các cuộc giao tranh kéo dài một tuần qua giữa Israel và Hamas đã khiến ít nhất 1.900 người ở Gaza thiệt mạng, gần 8.000 người bị thương. Tại Israel, hơn 1.300 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương.
Israel đã tuyên chiến với Hamas và bắt đầu phong tỏa hoàn toàn dải Gaza, nơi có khoảng 2,3 triệu dân. Hôm ngày 13 tháng 10, Israel đề nghị hơn 1 triệu dân thường ở phía bắc Gaza sơ tán sang phía nam để tránh các cuộc giao tranh. Đề nghị này của Tel Aviv được cho là bước chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn hơn vào Gaza. Trong khi đó, Hamas tuyên bố chiến đấu đến cùng và kêu gọi người dân không rời đi theo đề nghị của Israel. Ayad Al-Bawzum, một quan chức của Hamas cho biết, chúng tôi đã nói với người dân ở phía bắc Gaza và thành phố Gaza rằng hãy ở yên trong ngôi nhà của mình, nơi ở của mình. Hàng nghìn người dân Gaza đã tìm cách sơ tán khỏi khu vực phía bắc, trong khi nhiều người từ chối rời đi. Liên Hợp Quốc cho rằng, việc di dời ngay lập tức hơn 1 triệu dân ở Gaza là điều không thể và đề nghị Israel hủy bỏ yêu cầu này. Về phía Mỹ, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói, chúng tôi hiểu những gì họ đang cố gắng làm. Họ cố gắng tách dân thường khỏi lực lượng Hamas, mục tiêu thực sự của họ. Báo tin tức đưa tin, binh sĩ Israel đang tập trung ở biên giới dải Gaza sau khi phong trào Hồi giáo Hamas tấn công bất ngờ vào lãnh thổ của Israel hôm ngày 7 tháng 10. Việc họ có mở một cuộc tấn công trên bộ vào Gaza hay không vẫn còn chưa rõ ràng. Dù vậy, theo lời những binh sĩ từng chiến đấu ở Gaza trước đây, một điều rõ ràng ở đây là bất kỳ cuộc chiến nào cũng sẽ khó khăn, nguy hiểm và đẫm máu. Gaza là dải đất dài 40 km, nhưng có khoảng 2,3 triệu dân. Đây là một trong những nơi có mật độ dân cư đông đúc nhất thế giới. Trong bản đồ quân sự của Israel, Gaza được chia thành hai phần, Gaza bên trên mặt đất và Gaza dưới mặt đất, nơi bom và máy bay không người lái không thể tiếp cận, còn các vệ tinh tinh vi không thể quan sát. Vị trí của dân thường Palestine và các tay súng rất gần nhau. Israel tin rằng Hamas đang cố gắng lôi kéo các tay súng đến vùng lãnh thổ mà phong trào này thông thạo hơn. Các quan chức dự đoán những đường hầm và mặt đất khắp khu vực đó sẽ bị gài đầy chất nổ. Nhà sử học người Palestine Horel Choreb tại Trung tâm Nghiên cứu Trung Đông và Châu Phi Moshe Dayan thuộc Đại học Tel Aviv nhấn mạnh, không ai thật sự biết có gì dưới lòng đất. Ông Choreb cho rằng binh lính Israel khó có thể xông vào những đường hầm này. Thay vào đó, họ sẽ cố gắng xác định vị trí của chúng và tìm cách hung chuột. Bất chấp những đòn không kích dữ dội của Israel vào Gaza, Hamas vẫn có thể bắn tên lửa vào các thành phố của Israel sau 5 ngày giao tranh. Trong nhiều trường hợp, tên lửa được giấu dưới lòng đất và di chuyển bằng đường ray ngầm. Khoảng 150 con tin mà Hamas bắt từ Israel hôm ngày 7 tháng 10 được cho là bị giam giữ trong những đường hầm đó. Mọi nỗ lực giải cứu có thể trở nên vô cùng khó khăn, thậm chí là bất khả thi. Hệ thống đường hầm của Hamas đã khiến binh sĩ và dân thường Israel sợ hãi trong nhiều năm qua. Chúng trở nên vũ khí hóa vào năm 2006, khi các thành viên Hamas sử dụng lối đi này để lẻn vào Israel, sát hại hai binh lính, làm bị thương hai người khác và bắt cóc binh sĩ Gilad Shalit. Shalit bị giam giữ dưới lòng đất hơn 5 năm và được trở về quê hương qua thỏa thuận trao đổi 1.000 tù nhân trong các nhà tù của Israel. Trong thập kỷ qua, nhiều người Israel đã báo cáo với chính quyền về việc nghe thấy tiếng đào xới dưới lòng đất. Quân đội cũng nỗ lực tìm kiếm giải pháp để phát hiện và phá hủy các đường hầm ở cả hai bên biên giới, nhưng chỉ đạt được thành công hạn chế. Quân đội Israel biết hệ thống đường ngầm phức tạp của Hamas có máy phát điện, phòng tình báo và thiết bị quân sự. Dường như không ai ở Israel biết được đường hầm dài bao nhiêu, ngoại trừ việc mạng lưới rộng lớn và phức tạp này thường được gọi là Gaza Metro. Một người lính từng chiến đấu ở Gaza cho biết, chúng tôi biết họ đang đợi chúng tôi. Tình hình trên mặt đất ở Gaza đã tồi tệ, thì dưới lòng đất còn tồi tệ hơn nhiều. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.